nó mẹo qua tới này. Tuy là không dám nói gì nhiều nhưng mà bà con cô bác cũng gắng mà lo tích trữ lương thực, chuyện gì nó đến nó xảy ra mình không có trở tay kịp thì mình phòng ngừa trước đi. Tư chỉ khuyên vậy thôi. Yeah. Ai tên tính tin thôi, tại khùng nói gì đó thì mọi người tin thì biết để rằng ai có nhiều á thì mình để dành nhiều, ai ít thì để ít, nhưng mà ai có dư giả nhiều quá thì mua để dành đó, đặng chừng nữa có gì mình san sẻ với bà con. Lòng núi dùng bảy núi này là cái lòng cung, có cái lòng cung đi chứ cái hang, có hang đi vòng cung ở dưới này, đi vòng bảy núi dưới, nói chung là đi dưới là có hù mà con đút đút đi xuống dưới, nói chung là cái gì cũng có mà con cô bác ơi, nói chung là chén bát đồ là nói chung là đũa vàng không, đũa chén bát là bằng vàng không nha. Thì ở này là hôm bữa cái hồ này mới tư xây lên này nha cô bác anh chị, nhưng mà mấy ngày là mưa thì nước động lên gì nè, kỳ mấy đầu kỳ tưởng đâu là bơm nước lên không à, nhưng thực sự là cái nước này đang nước mưa á, nước mưa động cỡ này. Dạ. Giờ tát nè, tát cho nó. Trời ơi, tát nước gì nãy ham không? Hồ nhỏ xíu mà tát nước nhiều chứ. Bà ấm kêu qua bà là lúc mà đào cái hồ là gọi là gì, vét gì gọi là gì ta, múc những cái dơ, những cái dơ những trong lòng, còn giờ thì mình tát nước, nói chung là mình tát cho sạch luôn nè, nói chung là rửa ha, phải rửa cho nó sạch. Mình sẽ đào rồi mới rửa, rửa cho sạch luôn bụi trần à. Một tặng ý ha. Băng giá lạnh vô ngàn lời cháu để lại, chúng thần tỉnh tâm dân trường nước đã dân, tôi đây tát nước cứu dân khỏi mà. Trường đó nước nó văng dữ lắm bà con ơi, cái đồng ruộng của mình là không còn đồng ruộng nữa, là còn biển cả luôn đó nghe vô bà con. Nói chung năm mẹo tới này tôi không dám nói gì nhiều, nhưng mà bà con cô bác cũng gắng mà lo tích trữ lương thực chút đỉnh đặt rồi. Tôi cũng nói tôi cũng mới lên tư ở một ký gạo đây, nhưng mà bà con của bác phải chuẩn bị nhà mình nó hơi nhiều, tại nhiều khi nó chuyện gì nó đến rồi nó xảy ra mình không có trở tay kịp thì mình phòng ngừa trước đi. Tư chỉ khuyên vậy thôi. Yeah. Ai tin tính tin thôi, tại khùng nói gì đó thì mọi người tin thì biết để rằng ai có nhiều á thì mình để dành nhiều, ai ít thì để ít, nhưng mà ai có dư giả nhiều quá thì mua để dành đó, đặng chừng nữa có gì mình san sẻ với bà con. Nói chung một gói chỉ đói bằng nắm chỉ no. Dạ. Nó ngược nó gạo vậy đó, ai nghe được nhiều là nghe, thì nói chung má tư khùng mà ai chỉnh sao chỉnh, mà tôi nói khùng nói đúng thôi, mà nói đúng là đúng bản thân tôi đó nghe, còn ai nói sai nó bản thân người khác nha, chứ tôi không biết à. Dạ. Thì nước nó văng thì mọi người lên tôi cũng xuống mọi người đây à, đi lỡ núi thì tôi cũng xuống mọi người chứ tôi đâu có ở trên này được. Ổng nổ lên rồi nó lỡ cái núi ra rồi rồi tôi mới chạy dưới nữa, chạy dưới nhiều khi tá xúc bà con cũng vài ngày rồi mới chạy lên núi lại rồi. Yeah. Thì má Tư sẵn đây con hỏi đó, má Tư thì cái nghe kỳ cũng nghe một cái câu chuyện thì gục năm non, thì bà ấm cũng nghe má Tư nói là gục năm non thì xưa ông bà ta hồi xưa là đi ở dưới lòng gục năm non chứ không phải đi trên núi như bây giờ. Đúng rồi. Thì cái câu chuyện đó là như thế nào hả má Tư? Nói chung với lòng núi dùng bảy núi này là cái lòng cung, có cái lòng cung đi chứ cái hang, có hang đi vô hồi đó ông nội ở Tư dẫn mấy anh em đi xuống dưới đi thử, dẫn anh em là anh em trong bóng đạo nha.
nên tập thể đi đi vòng cung ở dưới nè, đi vòng bảy núi dưới, nói chung là đi dưới là có hù mà con đút đút đi xuống dưới, nói chung là cái gì cũng có mà con cô bác ơi, nói chung là chén bát đồ là nói chung là đũa vàng không, đũa chén bát là bằng vàng không nha. Đó là xưa là mấy ông đó là chính xác rồi đó, còn là viết sách lại. Bà con không tin thì bà con ở đây kiểm chứng, thì nói chung là dẫn mọi người đi đi tới đích thân tới chỗ đó hỏi người đó có hay không. Ông già thì ông cũng rất là già rồi, ông rất là yếu rồi. Cái người một cái người tín đồ trong cái bổn đạo hồi xưa rồi, do bây giờ mất hết trơn rồi, chỉ còn mình anh ổng còn một người một à. Dạ. Mình anh ổng biết đó. Dạ. Thì chắc hôm nào cái cơ duyên Kỳ sẽ nhờ ông Tư dắt qua cái ông cụ đó để tham khảo về câu chuyện cuộc năm non là như thế nào. Lại ngày xưa thì chính ông đi luôn ha Tư? Đúng rồi, chính ông đi luôn đó, ông có đi luôn đó. Dạ. Thì có đi là đã đi trong lòng núi cấm từ cái thở xưa do. Đúng rồi. Cũng như anh em bạn đạo trong cái tín đồ thì đi chung thì tròn còn sót là chỉ một mình ông thôi. Mình là ông. Dạ. Là ông biết á là đó ông đó. Đạp nói chung là con đạp cái gốc cây đi ngang rồi dắt con rắn đó mà tưởng là cái gốc cây đó. Ừ. Là ông lượm miếng vải lên bằng cái chén đó. Ôi ơi. Là khỏi cái là cỡ bay lớn. Mắng xà. Dạ, bự lắm luôn ha. Bự. Ô mà đi mà dắt mà tới chốc vậy luôn. Ừ. Nói chung, là nhiều cái câu chuyện tâm linh kỳ bí trên núi Cấm này rất là nhiều quá anh chị. Vì hôm nay chẳng cái nhân duyên Má Tư kể lên một cái đoạn trích đoạn trong cái câu chuyện cuộc năm non. Đoạn là thôi, còn ấy kể cũng hơi dài dòng lắm. Dạ. Ở đó đây trên đồ bà này chút nè. Có cặp gắn. Ông sáng ngày ông mới mời. Nói chung là đó cặp gắn đó là thường thường là nó cái tinh khiết của trời á, gầm đồ là gầm lớn tháng 7, tháng giêng, tháng 10 nè. Là hai con đưa lên, tôi gọi như thanh xà và xài á, đưa lên hút khúc cái trời. Ông bữa đó ông mới ngồi nhà ông sáng ngày ông nội ông ngoài cái mắt chót. Ở trong anh em bổn đạo hỏi ông ơi mày mắt chót làm gì ạ? Ông nói mày mắt chót rằng tôi đi chém con mãng xà này để hơi một cặp thì nữa nguy hại chúng sanh nhiều lắm. Chém con còn con biết cho nó tu. Dạ. Ông mới tắt cái mát giót, ông đi thẳng lên trên. Lên trên là ông chém một con, nó mới vừa lúc đầu lên là ông chém chết một con. Là còn con bây giờ là nó rút luôn tới vợ. Dưới chân dầu bào đi bên đường ở bộ đây nè. Đi dậm phùng 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 à. Rộng ở dưới á. Như là đá mà đi mà dậm phùng 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 phùng. Giống như đá kê có cái hang động ở dưới vậy ha. Đúng rồi. Dạ thì câu chuyện giống như cái hành xà bạch xà đó Kỳ cũng có nghe một số ông bà cô bác lớn tuổi có kể nghe thôi lóng thóng nhưng mà chưa có hiểu câu chuyện đó là như thế nào. Thì hôm nay sẵn cái đủ cái nhân duyên thì Má Tư cũng kể lên một đoạn đó thì Kỳ hiểu thêm về câu chuyện hành xà bạch xà nó cấm ngày xưa. Thì ông gắn kia chắc ở lại thì ông bây giờ ông tu rồi ha Tư? Ông tu rồi, ông nói chung rồi đó. Đợi ngày tới thế đặng ra. Dạ. Ra nói chung người người nào hiền nhân thì ông tha, người nào khoản thầy diệt chúa thì ông ăn thôi chứ có đâu bình thường. Dạ. Nói chung Tư không dám nói tu hành gì nhiều nhưng mà Tư nói Tư biết sao Tư nói gì chia sẻ với mọi người thì gắng lo niệm Phật đặng bao bốc khỏi bị mặn xà manh thú nó xé xác mình ăn. Dạ. Đó tạt xong hồ nước. Thì video của Kỳ tạm dừng tí xíu cô bác anh chị ơi.